tên gì? Trinh đấy. Kết đoạn đêm là hôm qua chào đón hả cô chú anh chị từ các câu lạc bộ bạn đến giao lưu cùng với câu lạc bộ nhà văn hóa của cô Chất. Và xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã đến giao lưu với câu lạc bộ buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn đến hai thầy đờn, đàn guitar, thầy Văn Quý, đàn sến, thầy Văn Đệ. Và xin cho chàng pháo tay cổ vũ hai thầy của chúng ta. Và để mở đầu chương trình giao lưu hôm nay, Kim Phượng xin gửi đến cho cô chú chị hai lớp dung tình một bốn bài hát mang tên Về Quê Nội. Thank you.